Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh phong thủy gia cát. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp có cơ hội trúng số đổi đời trong cái ngày 18 tháng 2 âm lịch năm 2023 năm quý mão. Thì đó là những tuổi nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, Thưa quý vị, cái việc gặp may mắn hay là gặp việc trúng số ấy, thì đều nói lên cái người đó đang có cái vận may nó đến cho cái chuyện tiền bạc thì khi mà nhắc đến vận may về tiền bạc ấy thì chúng ta sẽ xét theo hai thứ thứ nhất là gì người đó phải gặp được gì được cái vận là thiên lộc đúng không ạ lộc là một thứ hai người đó sẽ gặp được cái vận là tài 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 thì bao gồm có chính tài đúng không ạ chính tài và và thiên tài Đấy. thì chính tài là những cái tài mà chúng ta làm ra ấy chúng ta chăm chỉ chúng ta làm thì cứ làm nữa làm công ăn lương thì cũng có tiền đúng không ạ Còn thiên tài là những khoản tiền nó bất ngờ từ trên trời rơi xuống ví dụ như khi chúng ta làm tốt thì được bo được thưởng vân vân hoặc được thì cất nhắc lên những cái vị trí mới đó. Còn cái lộc này là những cái mà vận may nó đến trong tiền bạc rồi đến một cách bất ngờ cho quý vị. Vậy nên là để xét về một cái vận may về cái cơ hội trúng số đổi đời thì chúng ta cũng phải xét về cái vận gì. Thứ nhất là tài là lộc, thứ hai là gì? là tài. Đó. Khi mà một người có được cái tài cả tài cả lộc thì người đó rất dễ có cơ hội là trúng số đổi đời. Và không phải ai có cái vận tài vận lộc thì cũng đều là những người có cơ hội trúng số. Đúng không? Và chúng ta cũng phải xét theo rất nhiều yếu tố nữa. Nhưng mà gì? khi mà các bạn đã có vận tài lộc, có cả tài cả lộc. Trong cái ngày 18 tháng 2 lịch này thì các bạn cũng là một trong những người may mắn về vận tiền bạc. Khi đó các bạn ra đường thì cũng rất dễ là gặp được những cái cơ hội kiếm tiền, rất dễ gặp được những đối tác mà cho chúng ta những cái cơ hội kiếm tiền. Và bên cạnh đó thì các bạn khi mà đi mua hàng, đi sắm sửa thì cũng rất dễ nhận được những cái phiếu mua hàng có giá trị hoặc là có cái cơ hội bốc thăm trúng những cái phần thưởng lớn. Đó, đó là về cái vận tài lộc của một con người trong cái cuộc đời của họ đó. và ngày 18 tháng 2 lịch thì là nó là ngày ngày bính dần thì để xét xem cái ngày bính dần này ấy, thì những tuổi nào được lộc thì chúng ta cũng xét theo từ thiên can địa chi đó. thì ngày ngày bính dần đúng không? ngày dần ngày dần thì những người tuổi dần này đây, à, những cái ngày dần này cái ngày dần này này thì những người có thiên can giáp đúng không chúng ta biết giáp thì lấy lộc tại dần vậy nên những người có thiên can giáp đó những người có thiên can giáp thì sẽ được lộc trong cái gì trong cái ngày trong cái ngày 18 tháng 2 lịch đó những người thân can giáp thì sẽ được lộc thì những người có thiên can giáp thì chúng ta sẽ có những tuổi sau đầu tiên là 1984 là giáp tý đó 1974 là giáp dần 1964 là giáp thìn 1954 là giáp ngọ và 1944 là giáp thân cuối cùng là 1994 là giáp tuất đúng không ạ và để xét theo cái ngày ấy, ngày này thì tuổi nào gặp may mắn trong vận tiền bạc thì chúng ta đều phải xét theo cái cái gì âm dương ngũ hành đúng không ạ? Vì trí là ngày 18 tháng 2 lịch nó là ngày bính dần. Thì cái dần này, ngày bính dần thì ngũ hành nó thuộc thuộc hỏa đúng không ạ? Mà hỏa thì sinh cho gì? Hỏa sinh cho thổ đúng không ạ? Và gì? Hỏa thì tiêu hóa với hỏa. Và gì? Hỏa thì bị gì? Bị thủy nó khắc. Bị thủy khắc. Đó. Vì trí là chúng ta sẽ chọn ưu tiên người có mệnh hỏa, mệnh thổ là đầu tiên. Thứ hai là người có mệnh hỏa và thứ ba là những người có mệnh thủy. Đó, đó là ba cái mệnh này thì rất dễ gặp cái vận may trong cái chuyện tiền bạc. Trong cái ngày 18 tháng 2 âm lịch, đặc biệt là gì, một số người có cơ hội là trúng số đổi đời. Đó. Thì những người giáp chúng ta có giáp tí là ngoại hành thuộc kim này. Giáp dần là thủy. Đấy, giáp thìn là hỏa. Giáp tuất là giáp ngọ là kim. Đấy. Giáp thân là thủy. Và giáp tuất là hỏa. Đó. Vậy xin là những người đầu tiên chúng ta xét những người có ngũ hành thuộc thổ thì trong những người tuổi giáp thì không có tuổi nào có ngũ hành thuộc thổ. Vậy nên chúng ta xét đến cái 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 ngũ hành thứ hai là ngũ hành hỏa. Thì ngũ hành hỏa chúng ta thấy là có 1964 là giáp thìn đúng không ạ? Và 1994 là là giáp tuất. Và ngày này là người dần thì dần ngọ tuất là tam hợp. Vậy nên là những người tuổi 1994 tuổi giáp tuất sẽ là những người có cơ may trúng số đầu tiên là con giáp số 1. Sau đó mới xét tuổi thứ hai là tuổi gì? Tuổi giáp giáp thìn. Đó, giáp thìn là tuổi thứ hai. Tiếp theo chúng ta xét đến những người có ngoại hình thuộc hỏa. Tiếp theo chúng ta xét đến những người có ngoại hình thuộc thủy. Thuộc thủy thì chúng ta có 1974 là là giáp dần và 1944 là là giáp thân. Do cục diện dần thân là tương xung, vậy nên cái tuổi giáp thân ấy thì cũng khó có cơ hội hơn. Đó. Trong khi đó tuổi giáp dần ngoại hình thuộc thủy đúng không Thủy thì khắc được hỏa, khắc được thì là tài tinh. Vậy nên là những người tuổi giáp dần này cũng là một trong những ba con giáp nó được may mắn có cơ hội trúng số đời đời trong ngày hôm nay. Đó. Đó là tuổi đầu tiên là chúng ta sẽ là tuổi lộc. Thứ hai chúng ta xét về cái vận tài đúng không? Về vận tài thì những người mà gặp vào cái tài vận thì rất dễ là gặp được những cái chuyện may mắn về tiền bạc. Những người mà gặp vận chính tài ấy, chính tài thì cái công việc sẽ rất là hanh thông, tiền bạc thì nó ngày một càng được thăng tiến, để dễ có cơ hội là tăng lương, thăng thưởng trong cái vận chuyện tiền bạc. Còn những người mà gặp vận thiên tài thì gặp rất nhiều cái may mắn và gặp được rất nhiều cái khoản cho bất ngờ như là được một số người may mắn hơn còn được để cho những cái một số người may mắn thì cũng còn được để sang tên cho những cái cái cơ ngơi đầy giá trị thậm chí là gì hàng chục tỷ hàng vài chục tỷ hàng trăm tỷ đó đó thì bây giờ xét về vận thiên tài thì chúng ta sẽ gì sẽ xét theo cái gì theo cái thiên can cái ngày bính dần của thiên can là bính đúng không ạ thì cái gì khác được bính thì nó là thiên tài thì chúng ta thấy bính là hỏa đúng không ạ gặp là quý thủy thủy hỏa là tương khắc vậy chứ là gì những người có thiên can quý thì sẽ là những người gặp vận thiên tài trong ngày hôm nay thiên can quý thiên can quý chúng ta có đầu tiên là quý sửu là một thứ hai là gì quý mão là một Thứ ba là quý tỵ là 1953. Và quý mùi là 1943 hay là 2003. Tiếp theo là quý dậu là 1993. Quý dậu là 1993 này. Và quý hợi là 1983. Đó. Đó là những người tuổi quý. Thì chúng ta có ngũ hành của quý chúng ta có ngũ hành của quý sửu là ngũ hành thuộc mộc. Quý mão là ngũ hành thuộc kim. Đó. Quý Tỵ là ngũ hành thuộc thủy. Đó. Quý Mùi thì là ngũ hành thuộc mộc. Đó. quý rộng ngũ hành thuộc kim và quý hợi ngũ hành thuộc thuộc thủy. Đó. Như vậy xét ưu tiên đầu tiên chúng ta vẫn lựa chọn là ngũ hành thuộc thổ. Thì thổ thì trong cái những người có thiên can quý thì không có ông nào là thuộc thổ cả. Đó. Thứ hai là ngũ hành hỏa, thuộc hỏa thì những ông quý này cũng không có ông nào thuộc thổ hỏa. Bây giờ chúng ta xét ngũ hành thuộc thủy, thuộc thủy thì chúng ta sẽ có gì một là quý tỵ 1983 là quý hợi đúng không? thì ngày là ngày bính dần thì chúng ta cùng diện là gì dần và hợi là là nhị hợp vậy nên là những người 1983 từ quý hợi cũng là một trong những con người mà có cái vận may về tiền bạc trong cái ngày 18 tháng 2 âm lịch đó tiếp theo là tuổi quý tỵ sinh năm 1953 thì nó là con giáp may mắn thứ hai về vận về vận tài lộc đó 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 là con giáp đó là những con giáp gặp vận về thiên tài thì ngoài ra khi xét về một tuổi nào đó đó, khi xét một tuổi thì chúng ta cũng gì có những thiên can nó ẩn tàng ở trong cái địa chi đúng không? ví dụ với những người tuổi dần thì sẽ ẩn tàng ba thiên can là giáp bính và mộng thì với những cái thiên can giáp ẩn tàng này thì chúng ta sẽ tìm được cái vận thiên tài của nó đúng không ạ thì những cái vận thiên tài của cái thiên can giáp ẩn tàng thì đó là những người có thiên can canh những người tuổi canh tuổi canh thì sẽ có những tuổi sau này tuổi canh tuổi canh thì chúng ta có thể canh tí là một nghìn chín trăm sáu mươi canh dần là một nghìn chín trăm năm mươi canh thìn là 2000. Đó, tiếp theo là canh ngọ là gì? 1990. Ờ à, canh thân là 1980. Và canh tuất là 1970. Đó. Thì chúng ta có canh tí là ngũ hành thuộc thuộc thổ. À, canh dần là ngũ hành thuộc mộc. Canh thìn là ngũ hành thuộc, thuộc kim. Canh ngọ là ngũ hành thuộc, thuộc thổ. Đó, canh thân là ngũ hành thuộc mộc và canh canh tuất thì ngũ hành thuộc kim. Đó. Ở đây chúng ta thấy nó có ba ngũ hành đúng không ạ? Thổ, Hỏa và Kim thì thổ ưu tiên số 1. Thì vậy chi là những người có ngũ hành thuộc thổ ấy, thì là những người may mắn đầu tiên. Đó. thì có hai tuổi là gì? 1960 là canh tí và 1990 là là canh ngọ. Thì chúng ta có ngày ngày là ngày dần đúng không ạ? Dần ngọ tốt là tam hợp. Hơn nữa là được ngày bính dần là hỏa, hỏa thổ là tương sinh. Vậy nên những người mà sinh năm 1990 ấy, là con giáp rất là may mắn trong cái vận trình về về tiền bạc trong cái ngày hôm nay. Đó. Tiếp theo là tuổi canh tí. Canh tí là tuổi may mắn thứ thứ hai. Đó tiếp theo chúng ta xét những con hành hỏa hỏa thì trong những con giáp này tuổi canh ấy, thì không có con nào tuổi hỏa và thủy thì cũng vậy tương tự thủy thì cũng không có đó đó là những người mà có thiên can thiên can canh đó. tiếp theo là gì thì dần ẩn tàng quan thiên can là giáp bính và mậu đúng không ạ thì canh giáp là tương khắc thì chúng ta có vận thiên tài cho những người tuổi canh tiếp theo là những người có thiên can là nhâm nhâm nữa thì những người nhâm nhâm là khắc bính nhâm thủy khắc bính hỏa thủy hỏa là tương khắc vậy nên nó cũng sẽ là tài tinh và những người tuổi nhâm ấy sẽ có bao gồm tuổi sau này. 1972 này là nhâm tí này, đúng không? 1962 là nhâm dần. 1952 là nhâm thìn. 1942 là là nhâm ngọ. Đấy. 19 nhâm thân là 1992 là nhâm thân. Cuối cùng là gì? Nhâm tuất là 1982. Đó, đó là những người có thiên can nhâm. Thiên can nhâm ấy thì chúng ta có nhâm tí ngọ hành thuộc thuộc mộc. Đấy. 62 sáu hai là nhâm dần ngũ hành thuộc kim năm hai là nhâm thìn ngũ hành thuộc thủy bốn hai là nhâm ngọ nhâm ngọ hoặc là bốn hai hoặc hai hai đấy thì là những người này có ngũ hành thuộc mộc một chín chín hai nhâm thân ngũ hành thuộc kim và một chín chín hai nhâm tuất ngũ hành thuộc thủy đó thì xét về cái mối tương quan giữa ngày với lại với lại thiên can thì chúng ta có này những người thuộc thổ thì trong những người thiên can nhâm thì không có con nào thuộc thổ những người thuộc hỏa hỏa thì cũng không có như vậy chỉ còn thủy đúng không ạ thủy là cái thứ ba thủy đây chúng ta có nhâm tuất và và nhâm thìn Đó. nhâm thìn ngoài thuộc thủy thì chúng ta có cục diện là dần mọi Tuất tâm hợp vậy chỉ là những người tuổi tuất cũng sẽ là một trong những con giáp gặp may mắn hơn đó. tiếp theo là những người tuổi thìn đó đó là hai con giáp tuổi nhâm có cái vận thiên tài và cuối cùng là những người có thiên can mậu đúng không ạ dần thì ẩn tàng trong cái ba can là giáp bính và mậu thì thiên can mậu ấy, giáp gặp mậu thì là gì thì là thiên tài đó. thì giáp chúng ta tương tự chúng ta cũng sẽ có gì là tuổi giáp tuất là chúng ta xét rồi giáp là vừa là lộc lại vừa là thiên tài đầu tiên là giáp tuất 1994 thì nó là số 1 đúng không ạ sau đến 1964 là số là số 2 và đây 1974 là số 3 à, như vậy là trong cái ngày 18 tháng 2 lịch thì chúng ta sẽ có bốn con giáp cực kỳ may mắn trong cái chuyện để là tiền bạc may mắn nhất trong các con giáp đầu tiên đó là những người tuổi 1994 là giáp tuất 1994 là giáp tuất là con giáp may mắn đầu tiên tiếp theo con giáp may mắn thứ hai là những người tuổi 1983 1983 là tuổi gì? Tuổi quý Hợn Tiếp đến con giáp may mắn thứ ba thì đó là những người sinh năm 1999. 1990. 90 là cây ngọ. Đó. Và thứ tư là những người sinh năm 1982 là tuổi thứ tư, những người sinh năm 1982 là tuổi tuổi nhâm tuất. Đó đó là bốn con giáp may mắn nhất dễ có cơ hội trúng số đời đời và có vận may về tiền bạc trong những cái ngày 18 tháng 2 lịch. À, thưa quý vị như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp có vận may về tiền bạc cũng như là có cơ hội trúng số đổi đời trong cái ngày 18 tháng 2 âm lịch cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo xin cảm ơn